Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết, mùa hè năm 2019 nóng hơn gần 1 độ C, xuất hiện từ 10 đến 12 cơn bão. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khó tuyển dụng lao động. Phần mềm kết nối cung cầu, cơ hội mới cho nông sản thực phẩm xứ Thanh. Theo số liệu từ Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng của tỉnh Thanh Hóa tháng 3 năm 2019 giảm 0,72% so với tháng trước. Trong số 8 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giảm, có một số nhóm hàng hóa giảm sâu như nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 3,59%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 2,45%, nhóm may mặc, mũ nón và giày dép giảm 0,22%. Hiện nay, các ngành liên quan đang phối hợp theo dõi sát diễn biến thị trường hàng hóa để điều tiết phù hợp, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, tăng giá trên địa bàn, đồng thời tích cực thực hiện các biện pháp kiểm tra kiểm soát hàng hóa, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% tổng chi phí tổ chức một khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh. Đây là một trong những nội dung của Thông tư 05/2019 hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Ngân sách nhà nước cũng sẽ hỗ trợ 100% học phí đối với học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa có trụ sở tại địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ khi tham gia khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp, quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh chuyên sâu. Theo thông tư, đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh chuyên sâu, đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất, chế biến gồm khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, khóa đào tạo quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh chuyên sâu, khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất, chế biến. Bên cạnh đó, còn có chương trình đào tạo trực tuyến, đào tạo qua các phương tiện thông tin đại chúng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2019. Bằng việc triển khai nhiều chương trình ưu đãi và nâng mức lãi suất tiền gửi, từ đầu năm đến nay, hoạt động huy động vốn của các ngân hàng tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh liên tục đạt mức tăng trưởng cao. Đến hết quý 1, tổng huy động vốn tín dụng của các ngân hàng hiện nay đạt 86.100 tỷ đồng, tăng 3,7% so với đầu năm và 13,6% so với cùng kỳ. Kênh gửi tiết kiệm vẫn là kênh được nhiều người dân lựa chọn, chiếm khoảng 85% tổng nguồn vốn huy động, ghi nhận tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Thanh Hóa. Mỗi khi có tiền nhàn rỗi, bà Bùi Thị Oanh ở huyện Tĩnh Gia đều lựa chọn gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Bởi theo bà, đây là kênh đầu tư an toàn, lại có nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng. Mới đây, bà Oanh đã may mắn trúng giải đặc biệt chương trình huy động tiết kiệm dự thưởng của Agribank với giá trị lên đến 1 tỷ đồng. Tôi gửi bà thì tôi cũng không nghĩ rằng là mình có giải thưởng đâu. Biết là mình gửi là mình tin tưởng vào ngân hàng mình gửi thôi. Nhưng mà ngân hàng phục vụ rất tận tình, cổ động viên và giúp khách hàng là yên tâm rồi lại còn có nhiều giải thưởng. Chỉ tính riêng trong quý 1 năm 2019, Agribank chi nhánh Nam Thanh Hóa đã huy động được 363 tỷ đồng, tăng gấp đôi về tổng vốn huy động so với quý 1 năm 2018. Theo lãnh đạo chi nhánh, lượng tiền gửi tiết kiệm của người dân trên địa bàn vẫn đang có xu hướng tăng lên. Do đó hiện nay, ngân hàng này đang tiếp tục thực hiện linh hoạt nhiều chương trình huy động tiền gửi và lãi suất hấp dẫn để thu hút dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư. Để tiếp tục phát triển nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho vay nông nghiệp nông thôn đến 83%, thì nhiệm vụ của chúng tôi năm nay là phải huy động khoảng 1.200 tỷ. Để đạt được cái điều đấy thì ngoài cái việc triển khai đầy đủ các cái sản phẩm của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam, thì chúng tôi tăng cường các cái hình thức khuyến mại, liên tục đổi mới cái tác phong giao dịch, tăng cường cái cơ sở vật chất và các cái điều kiện an toàn và tăng cái khả năng phục vụ để cho khách hàng thuận tiện nhất trong cái việc gửi tiền. Bằng các giải pháp đẩy mạnh hoạt động huy động vốn, đến nay Agribank Nam Thanh Hóa đã có tổng nguồn vốn đạt trên 7.000 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn tín dụng phục vụ phát triển tam nông tại địa phương. Đến hết quý 1, chi nhánh đã có gần 33.000 lượt khách hàng vay vốn, dư nợ đạt gần 9.300 tỷ đồng. Sau gần một tháng chính thức vận hành, phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa đã góp phần tạo môi trường tin cậy, giúp cơ sở sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng gặp gỡ kết nối giao thương, giúp cơ quan chức năng phát huy được vai trò quản lý giám sát trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hàng ngày, chị Nguyễn Thị Thủy Tiên ở thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn đều dành ít nhất 30 phút để cập nhật các thông tin lên phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm.
Chỉ cần một vài thao tác đơn giản, có thông tin như tên sản phẩm, số lượng, xuất xứ, địa điểm cung cấp đã được chị Thủy Tiên cập nhật đầy đủ trên phần mềm. Ngoài việc bán hàng trực tiếp tại cửa hàng, thì phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm được chị xác định là một kênh bán hàng đầy tiềm năng. Khi tham gia thì cái phần mềm này thì nó có nhiều tiện ích. Theo em thấy thì có nghĩa là giúp mình quảng bá được các cái sản phẩm mà bên em sản xuất ra. Trước kia là bọn em có thể là nếu mà chưa tham gia vào thì có thể là các bên đấy người ta sẽ chưa biết đến mình. Nhưng mà từ khi tham gia vào thì em thấy là bọn em tìm được nhiều nguồn cung hơn. Hiện nay, phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm đang được hoạt động như một sàn giao dịch điện tử. Ở đây, người bán và người mua có thể hoàn toàn giao dịch trên môi trường mạng. Trong giai đoạn này, phần mềm đã được tích hợp thanh toán điện tử qua phương tiện thanh toán VNPT Pay, kết nối 34 ngân hàng và dịch vụ vận chuyển. Điểm khác biệt nhất của phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm này đó chính là có sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc đảm bảo mặt hàng gì của đơn vị nào được tham gia lên kệ hàng. Nói cách khác, việc tham gia vào hệ thống kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn Thanh Hóa chính là sự xác thực đảm bảo đầy đủ về an toàn thực phẩm. Điểm nổi bật nhất của phần mềm này thì đó là nó được thiết kế tương đối là thuận tiện. Thứ hai là nó chạy trên đa nền tảng. Thứ ba là mọi người có thể được tiếp cận một cách rất là dễ dàng. Từ các cái khâu có thể là tiếp cận ở góc độ là những người tiêu dùng bình thường, có thể tiếp cận ở dưới góc độ là một thành viên. Anh có thể mua hoặc là đăng tin bán, mua rồi giao dịch trên hệ thống, có thể tiếp cận ở dưới dạng góc độ cơ quan quản lý nhà nước. Tôi mong rằng trong một thời gian ngắn thì cái quản trị viên, cái cơ quan mà quản trị cái phần mềm này sẽ hỗ trợ các cái đơn vị tích cực hơn trong cái việc là phê duyệt các cái tin bài của các cái đơn vị, của các nhà sản xuất cũng như là nhà cung ứng, và cái lượt tương tác của khách hàng được kịp thời nhất. Theo thông tin từ Trung tâm Công nghệ Thông tin Viễn thông Thanh Hóa, đến thời điểm này, đã có trên 500 hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia vào hệ thống và đã xuất hiện các đơn hàng đầu tiên, có những giao dịch tìm hiểu thông tin giữa các đơn vị cung ứng. Đơn vị này đang tiếp tục bổ sung hoàn thiện tính năng của phần mềm trên điện thoại di động, thiết lập an toàn bảo mật trên toàn hệ thống. Trong thời gian tới, các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ cấp tỉnh đến cấp xã, các chủ sản xuất kinh doanh mặt hàng nông sản, thực phẩm an toàn sẽ tiếp tục được tập huấn, đào tạo nhằm quản lý, khai thác, sử dụng các chức năng của phần mềm một cách hiệu quả nhất. 3 tháng đầu năm 2019, thành phố Sầm Sơn đã đón trên 320.000 lượt khách du lịch, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 98 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn đã chỉ đạo rà soát và ban hành 17 phương án kế hoạch quản lý các hoạt động dịch vụ du lịch theo hướng cụ thể, sát thực tế, tập huấn bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Sầm Sơn. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn cũng đã ban hành phương án quản lý giá đối với hàng hóa dịch vụ trên địa bàn. Theo đó, bắt buộc tất cả các tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ phải niêm yết giá và bán theo giá niêm yết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tới tham quan nghỉ dưỡng. Để phục vụ cho việc mở rộng quy mô phát triển và đáp ứng nhu cầu sản xuất, thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang có nhu cầu lớn về tuyển dụng lao động. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ngày càng cao về nguồn lao động đang khiến các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong công tác tuyển dụng, đặc biệt là tại các doanh nghiệp cần đông công nhân lao động như may mặc, giày da. Hiện nay, các doanh nghiệp thuộc khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 4.000 lao động, tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, giày da. Thế nhưng, việc tuyển dụng được đủ số lượng lao động theo nhu cầu để đảm bảo sản xuất lại là điều không hề dễ dàng trong bối cảnh khan hiếm và cạnh tranh cao về tuyển dụng lao động như hiện nay. Nhiều doanh nghiệp cũng là khó khăn về cái công tác tuyển dụng lao động. Các doanh nghiệp là chủ động căn cứ vào cái năng lực sản xuất kinh doanh, đáp ứng được cái nhu cầu cũng như là chăm lo đời sống, nâng cao các cái phúc lợi xã hội cho người lao động để yên tâm giữ chân người lao động ở lại doanh nghiệp mà không có cái tình trạng lao động bỏ thêm. Có vẻ thứ hai là tiếp tục cái phương hướng đó là gặp gỡ các cái lãnh đạo huyện, thị gần khu vực nhà máy rồi xuống tận các xã để mà triển khai cái công tác tuyển dụng lao động, đồng thời là làm sao đó để mà thu hút được người lao động về với doanh nghiệp. Ghi nhận thực tế thị trường lao động trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay cho thấy, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông của các doanh nghiệp là khá lớn. Thế nhưng,
nhu cầu tìm việc làm của người lao động lại không cao, khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiếu lao động. Tính riêng trong quý 1 năm 2019, số lượng lao động mà các doanh nghiệp cần tuyển dụng thông qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa lên đến hơn 18.500 người. Tuy nhiên, Trung tâm mới chỉ kết nối việc làm thành công cho 864 lao động. Các doanh nghiệp là đầu năm rất khó tuyển dụng lao động vì là cái thị trường lao động đầu năm là ổn định. Thứ hai nữa là cái tỷ lệ lao động thất nghiệp giảm. Hiện nay người lao động là có sự lựa chọn nhiều cái ngành nghề và chế độ đãi ngộ là người lao động là lựa chọn rất là tốt nên nó ổn định công việc. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng doanh nghiệp khó tuyển dụng lao động như mức lương chưa hấp dẫn, chưa có chính sách đãi ngộ phù hợp khiến người lao động không mặn mà gắn bó lâu dài và có tư tưởng nhảy việc. Trong khi hiện nay, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang ngày càng phát triển và tăng lên nhanh chóng, đã tạo nên sự cạnh tranh lớn về tuyển dụng lao động. Công ty đang tuyển dụng thêm 4 chân may nữa, với cái số lượng lao động nó khoảng tầm hơn 250 lao động. Hoàng Hóa mình là một trong những cái huyện rất nhiều nhà máy, đặc biệt là nhà máy may phát triển mạnh, cho nên là cái công tác mà tuyển dụng lao động thì cũng có những cái khó khăn nhất định. Nhu cầu tuyển dụng tăng cao cho thấy tín hiệu khởi sắc trong hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để giải bài toán khan hiếm lao động cũng như thu hút và giữ chân được lao động, các doanh nghiệp cần thực hiện tốt các chính sách pháp luật lao động, quan tâm thực chất đến điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đảm bảo các quyền lợi khác cho công nhân lao động. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa ra chỉ thị số 993 yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo giáo viên và đơn vị thuộc bộ, triển khai một số công việc nhằm tăng cường các giải pháp phòng chống và xử lý kịp thời các vụ bạo lực học đường, đảm bảo an ninh an toàn trường học. Theo đó, tại các cơ sở giáo dục, thủ trưởng là người chịu trách nhiệm trực tiếp toàn diện về an ninh an toàn trong cơ sở giáo dục. Các nhà trường cần xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đồng thời, cần phát triển các câu lạc bộ phù hợp với năng khiếu, sở thích, điều kiện và lứa tuổi học sinh, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể để hình thành phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Các cơ sở giáo dục thực hiện xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống bạo lực học đường, phân công rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong nhà trường, quan tâm các em học sinh cá biệt, học sinh yếu thế để có biện pháp giáo dục giúp đỡ, bảo vệ phù hợp. Bên cạnh đó, cần thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường của cơ sở giáo dục để chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin về bạo lực học đường. Nhằm xây dựng phong trào nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh ứng dụng, khuyến khích đội ngũ khoa học công nghệ và các tầng lớp nhân dân tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch số 95 về việc xét tặng thưởng khoa học và công nghệ Thanh Hóa năm 2020. Theo đó, đối tượng tham gia xét tặng giải thưởng gồm các tác giả, đồng tác giả là người Việt Nam, người nước ngoài có công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực được công bố, ứng dụng hiệu quả lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hồ sơ gửi về cơ quan thường trực giải thưởng Sở Khoa học và Công nghệ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 31 tháng 9 năm 2019. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong mùa hè năm 2019, nhiệt độ tăng hơn mức trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Mùa bão năm 2019 có khả năng xuất hiện khoảng từ 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Theo dự báo, nhiệt độ trung bình từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2019 trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn trung bình năm ngoái, khoảng từ 0,5 đến 1 độ C. Nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ. Trong số các cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, có khoảng từ 4 đến 5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ trong những tháng nửa cuối năm 2019. Nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá, đặc biệt là vào thời kỳ giao mùa từ nửa cuối tháng 3 đến tháng 5 năm 2019 trên phạm vi toàn quốc. Ngày 26 tháng 4 tới đây, tại thành phố biển Sầm Sơn sẽ diễn ra lễ hội ánh sáng với chương trình Trình chiếu hiệu ứng ánh sáng đèn LED năm 2019 tại công viên trung tâm thành phố. Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2019. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Royal Việt Nam là đơn vị tổ chức chương trình chiếu nghệ thuật hiệu ứng ánh sáng đèn LED. Lễ hội ánh sáng Sầm Sơn 2019 sẽ được tổ chức tại công viên trung tâm thành phố Sầm Sơn, hay còn gọi là công viên cây xanh thành phố, đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn.
thời gian tổ chức từ 19 giờ đến 23 giờ, bắt đầu từ ngày 26 tháng 4, kéo dài đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2019. Tại lễ hội, ban tổ chức sẽ sử dụng hàng triệu bóng đèn LED thắp sáng bao trùm toàn bộ khuôn viên 5.000m2 của công viên trung tâm thành phố. Các mô hình độc đáo được tạo hình khung cảnh 3D huyền ảo như mặt trăng khổng lồ, cánh đồng hoa tulip Hà Lan, 9.999 đoá hồng Bulgari, dải ngân hà, dải sao băng, tháp Eiffel của Pháp, biển cá heo, đài phun nước, đường hầm ánh sáng. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp chắc chắn sẽ hưởng lợi khi các cơ quan nhà nước bắt tay tìm cách giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp. Việc khó, nhưng đầu mối là Bộ Tư pháp đã hành động, thông tin đăng tải trên báo Đầu tư. Theo bài báo, Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm về chỉ số có thể nói là được giới kinh doanh chờ đợi nhất, đó là nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật. Trong báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2018, Việt Nam xếp thứ 96 trên 140 nền kinh tế về chỉ số gánh nặng chi phí tuân thủ pháp luật. Đây là điểm số và thứ hạng thấp nhất trong khu vực ASEAN. Theo ông Lê Duy Bình, chuyên gia kinh tế, giám đốc công ty Economia Việt Nam, Bộ Tư pháp đã hành động, tác động tới các bộ khác sẽ rất lớn. Trong vai là người thẩm định các văn bản pháp luật, Bộ Tư pháp phải canh cổng, hướng dẫn chi phí tuân thủ, phương thức cắt giảm, không để các thủ tục hành chính phiền nhiễu gây chi phí lớn cho doanh nghiệp. Quyết định về tuyển sinh vào lớp 6 của một trường trung học phổ thông chuyên ở Hà Nội đang gây xôn xao dư luận những ngày qua. Theo thông báo, để lọt qua vòng hồ sơ, một trong những tiêu chí bắt buộc là trong suốt 5 năm học, học sinh phải đạt toàn điểm 10, chỉ duy nhất có một điểm 9. Báo Lao động dẫn thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, để đăng ký thi vào lớp 6 trường chuyên, học sinh sẽ trải qua 2 vòng tuyển sinh. Vòng 1, nhà trường tổ chức xét tuyển những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ hợp lệ. Để được dự thi kiểm tra ở vòng 2, học sinh phải có tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm của môn toán tiếng Việt trong 2 năm học lớp 1 và lớp 2 phải đạt từ 39 điểm trở lên trên 4 bài kiểm tra. Có nghĩa học sinh phải có một bài được điểm 9, còn lại phải toàn điểm 10 mới đạt yêu cầu. Đến năm lớp 3, tổng số các bài kiểm tra định kỳ cuối năm của 2 môn toán tiếng Việt phải đạt 20 điểm. Đến năm lớp 4 và 5, tổng 4 bài kiểm tra định kỳ các môn toán tiếng Việt, khoa học, lịch sử và địa lý phải đạt 40 điểm. Tất cả các môn phải đạt điểm 10. Đề cập đến vấn đề này trong bài viết với tiêu đề Cuộc đua của những siêu nhân và con điểm 10 bất an. Báo điện tử VOV cho biết, điểm 10 là điểm số cao nhất trong thang điểm hiện hành ở các trường tiểu học và phổ thông. Điểm số dành cho những bài làm xuất sắc và tuyệt đối đúng, không có bất kỳ một sai sót nhỏ nào. Với việc xét tuyển toàn điểm 10 như vậy, vô hình chung, chúng ta bắt các em phải là siêu nhân ngay từ khi vào lớp 1. Và để có được thành tích, người ta tìm mọi cách để chạy trường, chạy lớp, mua điểm, chạy điểm. Những vụ gian lận như ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình là những minh chứng rõ ràng nhất. Đã đến lúc, chúng ta nên mạnh dạn chấp nhận những con điểm thấp hơn điểm 9, 10, thậm chí là những điểm số kém, nhưng đó là tất cả khả năng sự cố gắng của con em mình. Báo Đại đoàn kết vừa có bài viết phân tích chính sách thuế nhằm hạn chế sản xuất tiêu dùng các sản phẩm gây nguy hại đối với môi trường, theo đánh giá là chưa phù hợp thực tiễn. Số thu từ các sắc thuế này cũng bị cho là chưa tương xứng với những tổn hại do sản xuất tiêu dùng gây ra. Với mặt hàng như túi ni lông phải hạn chế tuyệt đối. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh cho rằng để hạn chế sử dụng túi ni lông, vấn đề không nằm ở chính sách thuế. Việc tăng thuế dẫn đến tăng giá túi ni lông không giải quyết được vấn đề vì điều này không hạn chế được người sản xuất túi ni lông. Nên cấm sử dụng triệt để túi ni lông, khi đó thị trường sẽ tự khắc tìm sản phẩm thay thế. Điều này sẽ kích cầu và kích cung được việc sử dụng và sản xuất các loại vật liệu thay thế thân thiện với môi trường. Ngoài ra, việc tăng thuế bảo vệ với túi ni lông, nguồn thu này không đủ để bù đắp những tác hại của túi ni lông mang lại với môi trường. Báo Sài Gòn Giải Phóng có bài viết thông tin ngành công nghiệp triển lãm đã giúp các nước như Singapore, Thái Lan, Malaysia hái ra tiền. Các đơn vị tham gia triển lãm và khách tham quan đã chi nhiều tỷ đô la Mỹ tại hội chợ triển lãm hàng năm ở các nước này và hiệu quả kinh tế mang lại cho họ cao gấp bội. Tại Việt Nam, sự phát triển ngành công nghiệp triển lãm nói chung rất chậm. Do đó, chậm đầu tư phát triển các trung tâm triển lãm lớn, Việt Nam sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội khác. Theo bài viết, trong tiến trình hội nhập, Việt Nam đang thu hút khá nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến xúc tiến thương mại, tìm cơ hội kinh doanh và tham gia hội chợ triển lãm để khảo sát thị trường, nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng. Nhưng nhiều năm qua, do thiếu trung tâm triển lãm quy mô lớn, các đơn vị tổ chức hội chợ triển lãm đã phải tìm đến mặt bằng của các nhà thi đấu, sân vận động, công viên,
vốn không chuyên dùng cho hoạt động triển lãm, hội chợ, nên việc tổ chức khá bất tiện và thiếu tính chuyên nghiệp. Ông Huỳnh Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, chúng tôi nhận thấy sau lần đầu họ đến để tham gia triển lãm, thì lần thứ hai họ sẽ đến với vai trò nhà đầu tư. Nếu Thành phố Hồ Chí Minh có được không gian tổ chức hội chợ triển lãm mang tầm cỡ quốc tế, việc thu hút và giữ chân nhà đầu tư sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn. Thưa quý vị và các bạn, huyện Bá Thước có tuyến sông Mã chạy qua với chiều dài trên 40 km. Vào mùa mưa bão, nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy là khá cao, nhất là tại các bến đò và cầu phao. Vì vậy, hiện Công an huyện Bá Thước đang triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền kết hợp xử lý vi phạm nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc thù nằm tách biệt phía thượng lưu sông Mã nên người dân ba xã Tân Lập, Lương Nội và Trung Hạ đã chọn giải pháp đi đò và cầu phao Tân Lập nhằm rút ngắn quãng đường sang trung tâm huyện Bá Thước. Tuy nhiên, do cầu phao được làm bằng vật liệu thô sơ nên nguy cơ mất an toàn giao thông cho người tham gia giao thông vẫn luôn rình rập, nhất là vào mùa mưa bão. Trước thực trạng trên, Ủy ban dân xã Tân Lập đã tăng cường công tác quản lý, yêu cầu chủ cầu phao thường xuyên kiểm tra, gia cố các điểm hư hỏng mặt cầu phao, đảm bảo cho người dân qua lại. Chúng tôi là giao cho trách nhiệm đối với đồng chí chủ cầu, với hai nữa là thường xuyên kiểm tra và đôn đốc về cái tu sửa và quản lý cầu để đảm bảo an toàn. Ngoài cầu phao Tân Lập, hiện huyện Bá Thước đang còn một cầu phao hoạt động tại xã Ái Thượng và 4 bến đò nằm rải rác dọc trên tuyến sông Mã, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn. Do đó, hàng tháng, hàng quý, Công an huyện Bá Thước đã phối hợp với chính quyền các xã, làm tốt công tác tuyên truyền, nhắc nhở chủ cầu phao và chủ đò chấp hành nội quy quy định khi vận chuyển khách ngang sông. Đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành của các chủ cầu phao và chủ đò, kiên quyết đình chỉ phương tiện hoạt động nếu không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không có đăng ký đăng kiểm, người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn và chấp hành quy định mặc áo phao cho hành khách khi đi đò. Chúng tôi tăng cường cái vấn đề xử lý về cái đường cái người đi qua đò và cầu phao ấy, thì chúng tôi xử lý được 10 trường hợp là đi qua đò không mặc áo phao, không mang phao cứu sinh, và xử lý 2 bến đò là vi phạm cái bên, đồng thời với xử lý với người đi đò là xử lý cả chủ phương tiện. Đó, đấy. Để cho làm sao mang tính răn đe. Mùa mưa bão đang đến gần, vì vậy Công an huyện Bá Thước cần tiếp tục duy trì các biện pháp tuyên truyền, kết hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện và đình chỉ đối với phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Chương trình Thanh Hóa ngày mới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.